chuẩn bị đi mua đồ đây. Đồ da sale. Dễ rất đẹp ha. Cho nên mua mua cái cho nên mua lắc lên lắc xuống cái cho nên. Lắc đi, đúng rồi. Yeah. Này thích không? Nè, tủ này. Cái kéo ra giường baby đó, giường con nít đó. Cái này là làm mấy cái kệ bỏ tivi rồi nè. Quá trời luôn. Quá trời bàn luôn nè. Ồ. Thích cho này thích cái đó không? Cái chị cà chắc cũng khoái lắm à. Mấy bàn này có ổ điện cắm luôn nè. Điện nó cắm ra cái USB để sạc đây. Sạc điện thoại. Đây cái phòng học. Cái bàn này giống như hỏi thọ là bàn học á. Bàn học đó, bàn học con nít. Tủ này là lạ ha. Tủ này đẹp nè. Bàn này 80 đồng ha. 80 đô. Quá trời bàn đẹp luôn. Hello. Này hay nè Chân đi. Ồ cái này nó làm mừng hay chứ mà mì. Trời ơi. Này nặng, này nặng kinh luôn á. Nặng hả? Ừ, thử coi. Nặng lắm. Không, anh kéo cũng dễ mà. Nhưng mà nó chắc mà nhưng mà trống. Cái này đến trống đi. Tùng 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 tùng. Nhưng mà không để giá cái này không tùng, tùng, tùng. Thắc mắc thì hỏi. Thắc mắc thì hỏi bà, hỏi chị hỏi. Bên kia kìa. Bên kia còn quá trời luôn. Anh thích cái đó không? Thích hả? Ok, nhìn go bên kia đi. Bên kia coi đi. Xíu nữa mình coi cái ghế này, mình coi cho mình nè. Ngồi vừa nghe. Đây là cái gì? Giống như cái ghế sofa đó. Này bao nhiêu cái? Cái này ghế lại 50 đồng. Cái này 150 hả? Một set của nó luôn kìa. Cái này đẹp hả? Cái này có thích cái đó không? Rồi sit down đi. Ok, sit down chụp hình này. Này là bán đồ cũ đây, da sale đây, bán đồ cũ đây. Bên kia còn giường tủ bên đây. TV trong đó nguyên cái kho lớn trong. Wow. Ghê. Ghê này nhìn cái da nó ngon đấy. Ghê da ngon, da tốt đấy. Ghê bên kia, ghê trắng kia là nó nguyên bộ luôn kìa. Da này ngon, cái này cũng vải. Nhung. Một set nè. Giờ có như hai cái, một cái 50. Nhưng mà người còn đúng chứ bộ. Mà cái loại đó là nó bám đất chứ. Nó nằm kìa hả? Cái này 50 hả? Cái này nằm. Quá trời đồ ha. Này 40 đồng. Quên đó chứ. À mình muốn đo chiều dài chiều ngang được bao nhiêu. Ừ, đẹp á. Daddy. Cái gì con?
100 là bao nhiêu? 100. Yeah, 100. Nó sát thì nhưng mình đã quên how about rồi đó. How about another side? Coi cái sau thế coi, bao nhiêu? Bao nhiêu? Đó, sau là bao nhiêu? Là bao nhiêu? 200. Là bao nhiêu? It's 100. 200. Có cái ghế bọc ni lông đó là chắc mới rồi em ha. Cái ghế bọc ni lông kìa. Ghế này chắc mới, còn mới cáo luôn nè. Chưa bọc nữa. Đây. Ok. Wow, bàn đẹp quá ha. Bàn này này có tấm kiếng ở giữa rộng rãi kia. Có ai mua bàn không? Tới đây mua nha bà con cô bác đâu. Tới mua bàn nha. Trong đó nguyên kho trong kìa. Quá trời trong. Đưa cái hình hỏi bà. Nhiều khi nó nằm trong. Tại vì cái bàn kiến không bưng ra bưng vô nó sẽ nó bể. Wow, cái này bàn này ngồi cao đá này. Bằng đá. Cho nên cái ghế nó mắc cười, cái ghế nó dài, nó bự dưới. Wow, này ngồi đá thiệt chứ. Cho nên qua ngồi cái ghế bên kia đạp kìa cho nên. Nhưng giống ghế chú cha mua. Cho nên coi tủ TV kìa. Cho nên muốn ngồi đó không? Rồi sit down đi. Sit down đây để chụp hình cho. Rồi cái ghế đó bao nhiêu vậy? Ghế này bao nhiêu? Có biết không? Bao nhiêu tiền đó? Chú gì là chú bao nhiêu? 200 right? Yeah. Ok, sit down đi đây để chụp hình cho. Nằm con phải ngầm chút. Rồi mở khẩu trang ra, mở khẩu trang ra chụp hình. Yeah, say hi đi. Ghế này 2 cái 45 đồng, cái này 2 cái 80 đồng luôn, chắc nó xoay được, xoay vòng vòng luôn. Hello. Cái này cho free. À nó để chứ free ra phải không? Ồ cái này nó bị bể cái mặt kiếng rồi nè. Cái này thì nó bị nứt. Cái tấm ấy nó bị nứt rồi nè. Ở đâu này sau này là toàn bộ mấy cái này là cho miễn phí này. Cho free là chắc cái này nó để ngoài trời luôn đây, không có bưng vô bưng ra nữa. Và này thì bể cái góc rồi. Đầu giường. Cho free đầu giường. Cái giường đó giường nhỏ. Giường đó là twin. Bàn này 60 đồng. Giờ cho free rồi.